Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kỹ năng Ham Đét. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị một cái mẫu áo đang dạng ghi lê với cổ hình chữ V. Và đây là sản phẩm mà em đã thực hiện và sẽ thực hiện hướng dẫn cho các anh chị trong video này nhé. Và cái nguyên vật liệu mà chúng ta cần chuẩn bị á, là ở đây em đang sử dụng một cái loại linen xanh màu minh nhé, xanh minh nha chị. Và cái họa tiết này em đã có hướng dẫn ở những cái video trước rồi, cho nên ở phần này em sẽ không hướng dẫn họa tiết mà em chỉ hướng dẫn cái cách đan thôi ha. Và cái kim mà em sử dụng vẫn là kim 3.5 để đan thân, và kim dùng để đan cổ là kim 2.75 mi, và các dụng cụ khác thì các anh chị có thể sử dụng cho em là kim chờ hoặc kéo, kim đánh dấu, thước dây ha. Và cái mẫu áo này là cái mẫu size L hoặc là phi size, khá là rộng rãi. Em đang từ dưới ha, từ dưới thân lên, từ dưới lai mình đi lên ha. Và tổng cái số mũi mà em khởi tạo là 280 mũi, tương đương khoảng độ rộng khoảng tầm từ 100 đến 110 cm. Và khi mà chúng ta đang đến một cái độ dài khoảng tầm 22 cm thì chúng ta sẽ dừng lại và bắt đầu để chiếc cổ và nách ha. Thì trong cái hướng dẫn này em sẽ hướng dẫn cái cách mà chúng ta đan từ dưới lên như thế nào ha. Và cái công dụng của cái áo thì mình thường phối với lại áo sơ mi tay dài, mặc rất là xinh xắn và phù hợp trong những cái tiết trời se lạnh nhé các anh chị. Và video hướng dẫn này em sẽ tách làm hai phần. Phần thứ nhất là em sẽ hướng dẫn cách chiếc cổ chữ V và phần chiếc nách áo, cũng như cái phần thân sau em sẽ hướng dẫn sơ qua, và vì nó cũng tương đối đơn giản hơn so với cái phần thân trước nhé. Và phần thứ hai sẽ là phần cách bắt mũi để đan cái phần chiếc cổ chữ V này ha. Và bây giờ em sẽ đi vào thực hiện cái phần hướng dẫn chi tiết nhé. Cái phần mô tả khái quát này mình hướng dẫn sơ qua trước, và khi mình thực hiện mọi người dễ hình dung ha. Ở đây là một cái phần bên vạt áo ở phía bên phải của mình ha. Thì khi mình chiếc bên phải hoặc bên trái tùy ở cái góc nhìn của mình ha. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu từ cái tâm điểm nè. Ở đây sẽ là cái điểm mà điểm kết vòng của mình ha. Mình sẽ thực hiện. Mình chia ra ha. Mình đang có 280 mũi trên kim. Như vậy thì thân trước thân sau mình sẽ chia đều luôn ha. Là 140 mũi ở thân trước và 140 mũi ở thân sau. Như vậy thì 1/2 thân thì là 70 mũi. Và ở đây mình sẽ thực hiện chiếc cái phần nách của mình sâu vào là 15 mũi. Và chiếc cái phần cổ trái tim của mình là 31 mũi. Và kết cục còn lại là mình sẽ có cái phần vai của mình là 24 mũi trên kim ha. Và ở đây khi mình chiếc á, thì mình sẽ thực hiện như vậy. Là cứ cách 4 vòng là mình chiếc một lần. Ở cái phần nách áo á, 15 mũi thôi. Và mỗi vòng chiếc như vậy thì mình sẽ chiếc đôi nha. Chiếc chập 3 để chiếc 2 mũi. Ở phần bên đây cũng vậy, chập 3 để chiếc 2 mũi. Và đặc biệt ở phần này thì mình có một mũi đầu tiên ở đây, thì mình sẽ chiếc một mũi ở đây và một mũi ở đây nữa, là hai mũi ở cái dòng đầu tiên đó nha. Là mình sẽ có một mũi chiếc ở điểm này và ở điểm này. Sau đó chúng ta đan hai mũi, chặt 3 chiếc giảm 2. Ở đây cũng vậy. Khi mà cách cái vị trí này khoảng 5 mũi thì mình sẽ chiếc 2 ha. Ở đây thì mình cách 7 mũi, mình chiếc hai mũi xong mình đan 3 và chiếc một mũi đây nữa. Và ở đây là R1, mình mặc định ở đây là R1 ha. Và sau đó mình sẽ đan 4 vòng, mình sẽ đan lên 4 vòng ha. Mình cứ đan lên 4 vòng là mình mới bắt đầu tiếp tục mình chiếc 2, đan vào 2 mũi và chiếc 2 mũi. Ở đây tới đây là, ở đây mình sẽ dừng ở cái vị trí là 5 mũi để mình chiếc 3, và đan 2 mũi kết thúc ha. Tiếp tục như vậy mình lại lên 4 vòng nữa. Như vậy thì ở đây mình sẽ thực hiện nè. Ở R5, ở R1 là ha, là mình chiếc 6 mũi nè, mình chiếc giảm 6 mũi. R5 mình chiếc giảm 4. Ở R9 mình chiếc giảm 4. R13, 17, 21 và 25 là mình chiếc giảm 4 ha. Sau đó ở tới ở cái vị trí chiếc, thì ở vị trí 25 là mình đã chiếc đủ ở cái phần nách áo hết 15 mũi, cho nên mình sẽ dừng không chiếc nữa. Và ở cái dòng 29 trở đi, chúng ta chỉ chiếc ở vị trí cổ thôi. Tại vì khi mình đan nó thì nó sẽ khó nhìn thấy hơn. Cho nên mình cái mô tả cái bảng này để mọi người dễ hình dung ha. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào đan trực tiếp ha. Và đây chính là cái điểm kết vòng của mình ha. Là có cái kim đánh dấu màu xanh.
Ở đây thực ra là nó nằm ở bên đây là điểm kết vòng khi kết thúc cái họa tiết lưới này. Nhưng mà mình để qua bên đây á, mình để qua một mũi để khi mà mình chiếc ở đây mình quay đầu nó không bị rơi cái này ra. Cái này chỉ là điểm để mà mình dễ chú ý thôi ha. Cái dòng đầu tiên á, mình cho là đặt là R1 luôn đi ha. Là ở đây mình sẽ chiết một mũi giảm ha, của cái phần lát áo. Rồi sau đó mình đây, 1, 2 và 3 mũi này mình chụm lại ha. Chúng ta sẽ giảm được 2 mũi. Như vậy là chúng ta giảm 3 mũi rồi ha. Và tiếp tục chúng ta đan ha. Ở đây chúng ta không tạo họa tiết nha, không tạo họa tiết lưới ha. Nhưng mà mình vẫn đan theo theo cái quy tắc bình thường. Và chúng ta cũng vẫn phải tạo họa tiết ở những cái vị trí khác nha. Đặc biệt ở những cái góc mà mình chiết á, sẽ không tạo họa tiết nữa ha, mình đan ca hết. Còn ở những cái vị trí này thì mình vẫn tạo bình thường nha. Ví dụ như ở đây ở bên phải nè, bây giờ mình sang bên trái mình chiết ha. Ở đây mình như vậy chúng ta đan hết cái phần vừa đan vừa tạo họa tiết. Và sang cái điểm bên đây giúp mình nha. Và ở đây mình phải trừ lại nè, một mũi nè, hai nè, năm nè. Như vậy là 2, 4, 6, 7 mũi nha. Khi chúng ta đang tới vị trí này thì chúng ta dừng lại nha. Thì ở đây chúng ta sẽ chiết chập 3, chiết giảm 2 mũi. Sau đó chúng ta đan 2 mũi ca. Ở đây chúng ta chiết giảm mũi ca hết, thống nhất một cái chiết giảm nha. Chúng ta không phải theo cái mũi của họa tiết nha. Ở đây chúng ta sẽ chập 3, chiết giảm rồi. Như vậy là chúng ta giảm 2, sau đó chúng ta tiếp tục đan ca 2 mũi và chiết một mũi ở góc này nữa nha. Ở đây chỉ có một làm một lần ha. Cái này mình không có làm mà ở các dòng còn lại mình sẽ không làm ha. Ở các dòng còn lại là mình sẽ chỉ chiết giảm 2 mũi ở đây thôi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay đầu lại và đan mặt trái ha. Ở đây thì chúng ta nè, ở đây mình đang B cho nên quay lại mặt trái nó sẽ là mũi ca. Và đặc biệt ở đây mình không phải trượt mũi ha, mà mình vẫn đang ca nha. Mình vẫn đang mũi ca nha. Mình quay đầu lại. Chúng ta quay đầu lại đang đang ở mặt trái nha. Gặp mũi B đang B, mũi ca đang ca ha. Và chúng ta làm về cái nách áo ha. Chúng ta đang về cái nách áo cho mình nha. Và mình gọi đây là dòng R2 nhé. Đây là mũi K ha. Rồi. Chúng ta sẽ quay lại mặt phải là R3. Ở phần R3 này chúng ta không làm gì hết, chúng ta chỉ đan và tạo họa tiết thôi nhé. Ở đây chúng ta sẽ đan một mũi K. Ta nhớ chừa lại một mũi này nha. Mình nhớ nhầm. Và ở dòng này chúng ta chỉ đan và tạo họa tiết thôi, các anh chị cứ đan hết dòng cho mình nha. Ở đây là mình tạo họa tiết lưới. Đan thôi, mình chỉ đan thôi. Đan hết qua bên kia mình nhé. Và sau khi đan hết dòng R3, chúng ta sẽ quay lại để đan dòng R4 ha. R4 mặt trái. R4 mặt trái. Thì chúng ta cũng đan như bình thường thôi ha. Chúng ta đan hết cái dòng R4 ở mặt trái đi ha. Rồi, chúng ta đan về đây nhé. Đan về nách lại nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đan dòng thứ 5 ha. Thì ở dòng thứ 5 này chúng ta sẽ tiến hành chiết tiếp ha. Sẽ chiết 2. Chiết 2 ở phần nách nữa. Và ở đây chúng ta vẫn đang cái mũi đầu tiên ha. Mũi thứ 2. Mũi thứ 3. Và ở đây chúng ta sẽ thực hiện chiết ở mũi 2 mũi thứ 4 và thứ 5 ha. Ở đây em nhập đây. Chúng ta sẽ chiết 3 mũi giảm 2 ha, chùm 3 chiếc. Rồi, như vậy chúng ta đang qua bên đây mình sẽ chiếc tiếp ha. Đang qua đây mình chiếc tiếp. Và chuẩn bị chúng ta sẽ tới cái điểm mà chúng ta sẽ chiếc ha. Ở đây chúng ta sẽ đang tới 5
Còn lại 5 mũi chúng ta dừng lại ha. Ở đây, vị trí này chúng ta dừng lại ha. Và ở đây chúng ta còn 5 mũi. 3 mũi chúng ta chập chiếc ha. Chập 3 và chiếc. Ok. Chiếc giảm 2 mũi. Rồi. Còn lại 1 mũi K và 1 mũi B nha. Rồi. Như vậy là dòng thứ 5 chúng ta đã xong. Chúng ta sẽ đang dòng thứ 6, thứ 7, thứ 8. Và mình sẽ quay lại nha. Mình quay lại ở dòng thứ 9 ha. Mình đã đang tới dòng R6, mình đã đang hết dòng R6 và khi mà quay lại R7 á thì mình muốn hướng dẫn ở cái phần mà mình thực hiện bạn thân và tạo họa tiết ha. Ở R7 này á thì chúng ta lưu ý nè, là những cái họa tiết chúng ta đếm 1 nè. Đây là 1 2 3 4. Như vậy á thì tới cái dòng R7 này chúng ta sẽ vừa tăng mũi. Vừa tăng mũi và vừa vặn thân ha. Đã tới cái điểm vặn thân thì mình sẽ vặn thân luôn nhé. 1 2 3 4. Đây là thêm một dòng nữa là sẽ là 5. 5 cái họa tiết á, mình tạo thêm họa tiết thứ 5 là mình vặn thân luôn á. Cho nên mọi người lưu ý ở cái dòng R7 này nhé. Mình định là qua R9 mình mới hướng dẫn. Nhưng mình nhắc mọi người ở cái phần này chút xíu thôi ha. Để cái việc vừa tăng mũi, vừa giảm mũi, vừa giảm mũi thì chúng ta cũng nhớ lưu ý cái phần mà họa tiết. Không có bị sai nhé. Đây nè, chúng ta tăng mũi nè, tăng mũi thứ cái họa tiết thứ 5 của cái phần lưới á nè. Đấy. Rồi, các anh chị cứ làm tiếp ha, bạn thường ha. Và tiếp theo, mình sẽ quay trở lại với dòng thứ 9 ha. Ở dòng thứ 9 thì chúng ta tương tự như là ở dòng thứ 5. Đầu hàng chúng ta cũng đang K. Tiếp theo là một mũi K thứ 2. Và đây, ở ba cái mũi kế tiếp, sau khi đang 2 mũi ha, tức là 5 mũi ở đầu, chúng ta sẽ thực hiện chiếc giảm mũi 2, chiếc giảm 2 mũi. Ở đây chúng ta thấy 2 mũi B, 1 mũi K, nhưng mà quy tắc chúng ta chiếc giảm là mũi K hết nha. Đây. Là giảm 2 mũi ha. Tiếp tục chúng ta đang. Đang và tạo họa tiết bình thường nhé. Chúng ta đang qua bên đây ha. Khi nào trên kim còn lại 5 mũi mình dừng lại ha. Bây giờ mình đang tiếp tục ở những cái dòng này ha. Và tiếp theo sau khi chúng ta đang tới cái cuối ở cái phần cổ còn lại 5 mũi thì chúng ta sẽ thực hiện chiếc giảm mũi ha. Rồi. Và chúng ta đang 2 mũi còn lại ha. Rồi, như vậy là dòng thứ 9 chúng ta đã hoàn thành ha. Và bây giờ các bạn tiếp tục đang dòng thứ những dòng kế tiếp nó tương tự như vậy. Và hai cái phần hướng dẫn của hai lần chiếc ở cái dòng R1 và R5 thì tiếp tục chúng ta sẽ làm ở R9, R13, 17, 21, 25 và cứ như vậy lên cho đến khi nào đạt tới cái số mũi cần thiết là 15 mũi ha, giảm 15 mũi ở phần nách và 30 mũi, 31 mũi ở phần tay ha, ở phần cổ ha. Là chúng ta sẽ dừng lại. Và lúc đó mình sẽ hướng dẫn tiếp tục nhé. Và đây là cái phần mà mình đã đan đến hết dòng 24 của cái phần vạt, cái phần áo ở vạt trước áo ở bên phải ha. Thì tới thời điểm này á thì đây là cái số mình ghi chú nè. Đan từ 70 mình giảm dần xuống hiện tại là còn 44 và mình đang tới dòng 24. Thì như cái bảng mô tả của mình á thì khi mình đan dòng 25 và chiếc thêm 4 mũi nữa ở dòng 25 thì điều đó có nghĩa là cái phần mà cái nách áo của chúng ta nó đã đủ cái số mũi là 15 mũi, giảm 15 mũi rồi. Thì ở những cái dòng kế tiếp ha, mình đang 26, 27, 28 thì qua tới cái dòng 29 này nè. Đấy, tại cái vị trí dòng 29 các anh chị lưu ý nha, là chúng ta chỉ giảm 2 mũi ở phần cổ nữa thôi. Và từ đó giảm 2 mũi ở phần cổ thôi nha. Và bây giờ mình sẽ đang, các bạn đang tiếp cái dòng 25 và đang tất cả những cái dòng này lên. Đang lên theo những cái quy tắc như mà mình đã nói thì chúng ta sẽ quay trở lại nhé. Ở đây mình muốn lưu ý để mọi người không bị nhầm ở chỗ này ha. Nhớ cái vị trí 29 nha. Rồi bây giờ các anh chị tiếp tục đan nhé. Đan dòng 25 ha. Mình hướng dẫn cái phần 25 luôn ha. Đan 2 mũi K.
Và đến lúc này thì sau khi hoàn thành cái vòng 25 này, chúng ta sẽ còn lại đúng 40 mũi trên kim nha. Và từ đó chúng ta sẽ ngừng chiếc phần lách. Nếu mà các anh chị đang nhận sản phẩm trơn á, thì cái việc chiếc này nó đơn giản hơn phần nữa. Tại vì ở đây mình đang vừa đang họa tiết, vừa phải thực hiện chiếc, thì có thể khá là dễ nhầm lẫn ha. Chúng ta phải tập trung. Và ở đây còn 5 mũi nè, mình chiếc giảm 2 mũi nữa, mình dòng tới 25 ha. Và các bạn lưu ý thêm một điểm nữa nè, là ở những cái mặt, khi mà ở mặt phải, ở hai cái rìa này á, ở hai cái rìa chúng ta sẽ mũi kết thúc luôn ở dạng là mũi K, nhưng mà ngược lại khi mà chúng ta quay mặt trái á, thì mũi kết thúc chúng ta phải là mũi V ha, để cho cái phần rìa này của chúng ta nó đồng nhất cái họa tiết nè, họa tiết K ha. Và bây giờ mọi người tiếp tục làm vòng 26, 27, 28 ha. Và lưu ý qua 29 là chúng ta dừng chiếc lắp nhé. Và các chị làm tiếp tục ha. Và ở đây mình đang tới vòng 29 ha. Ở vòng 29 thì chúng ta sẽ, đây là ở phần lách áo nè, chúng ta sẽ dừng chiếc lắp nhé. Vòng 29 chúng ta không chiếc lắp nữa, chúng ta đang coi ha. Và ở vòng này chúng ta cũng chưa, đây, không chiếc lắp nha. Ở phần này chúng ta không chiếc gì đâu nha. Rồi. Và ở đây chúng ta còn 5 mũi cuối cùng, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chiếc cổ bình thường ha. Và cái công đoạn này mình sẽ làm liên tục. Từ đây là chúng ta chỉ chiếc phần này thôi nhé, không chiếc nách nữa là xong. Rồi, như vậy là chúng ta còn 28 mũi. Các bạn tiếp tục đan ha. Đan đến khi tới vòng 57 thì mình sẽ quay trở lại nha. Và em đan hết vòng 56. Và bây giờ sẽ thực hiện vòng 57, là cái vòng chiếc cuối cùng ở cái phần cổ. Phần cổ này em đã chiếc được 29 mũi rồi ha, và 15 mũi là phần nách. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái phần cuối cùng, cái mũi cuối cùng, chiếc cuối cùng, để cái phần vai của mình còn lại là 24 mũi. Và sau khi thực hiện xong cái vòng 57 thì em sẽ đi vào hướng dẫn cho mọi người cách đan vòng ngắn để tạo độ lệch vai cho cái phần vai này nhé. Tức là nó sẽ cao ở cái phần này và thấp lại ở cái phần này nhé. Và bây giờ em đi vào hướng dẫn ha. Và ở đây thì hai cái họa tiết này thì em không làm họa tiết nữa, vì nó đã còn 5 mũi cuối cùng thì chúng ta chiết luôn ha. Chiết giảm 2 mũi và tiếp tục đan 2 mũi ca. Rồi. Như vậy lúc này chúng ta còn đúng 24 mũi trên kim ha. Và bây giờ em sẽ đan cái mặt trái là vòng 58. Sau đó quay lại vòng 59, em sẽ tính toán cái việc mà mình sẽ đan vòng ngắn như thế nào nhé. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn cái phần mà đan vòng ngắn để tạo cái độ nghiêng của vai ha. Ở đây mình sẽ có 24 mũi. Như vậy thì mình sẽ chia làm 3 đoạn vòng ngắn ha. Mỗi đoạn mình chia là 4, là 6 mũi. Thì ở đây mình đang có cái phần dây ở mặt trái đúng không? Thì ở đây là cái phần vai nè. Còn ở đây là cái phần mà phần cổ áo nè. Thì lúc nào cái cổ áo chúng ta cũng phải cao hơn cái phần vai hết ha. Lý do như vậy cho nên ở đây khi bắt đầu đan, chúng ta sẽ đan từ đây qua bên đây ha, qua hẳn bên đây. Sau đó ở mặt trái chúng ta đang về. Khi mà chúng ta đang về cái dấu màu cam này, chúng ta dừng lại. Dừng lại và quay đầu. Quay đầu ngay ở cái điểm màu cam này. Chúng ta quay về đây. Và tiếp tục từ đây chúng ta đi quay trở lại mặt trái. Thì tới cái kim đánh dấu màu đen, chúng ta sẽ dừng lại và quay đầu. Và sau đó chúng ta quay về lại điểm này. Thì từ điểm này chúng ta tiếp tục đan mặt trái về cái dấu đánh dấu màu xanh. Và kết thúc là cái phần này chúng ta quay đầu lại ở đây, điểm này trước nữa. Và từ điểm này chúng ta sẽ kết thúc bằng cách là đan từ đây qua bên đây hết và ngừng.
và ngừng ở cái điểm này luôn nha các anh chị. Là như vậy là chúng ta sẽ có 8 lần đan, 8 dòng đan. Và lúc đó chúng ta sẽ có được một đoạn dòng ngắn và tạo được cái độ xiên vừa phải thôi ha. Và bây giờ em sẽ đi vào hướng dẫn nha. Từ phần vai nè, bên đây là vai. Chúng ta sẽ thực hiện đan, đan thẳng về bên vai bên kia ha. Và ở đây mình sẽ đan trở lại ở mặt trái ha. Mình quay lại mặt trái mình đan. Và bây giờ mình sẽ đan về cái điểm màu cam này, chúng ta dừng lại nhé. Quay đầu. Năm và sáu. Ở đây chúng ta sẽ quay đầu ha. Khi mà chúng ta quay đầu thì chúng ta lấy cái bàn này ra. Và ở đây mình có hướng dẫn nhiều lần ha. Ở cái phòng mình đang ở trên, mình sẽ đưa về dưới nè, chuyển qua nè. Và tiếp tục chúng ta đang về ha. Chúng ta sẽ đang về đầu. Dòng thứ hai thì chúng ta thực hiện 8 dòng là xong cái phần này. Tiếp tục qua dòng thứ ba. Dòng thứ ba là tới cái điểm màu đen là chúng ta lấy sẵn ra nè, nó nằm giữa hai cái này ha. Đây đây. Đi qua cái vạch màu xanh nè. Một, ta đếm đi ha. Một nè. Hai. Ba. Bốn. Năm. Và sáu. Ở đây chúng ta quay đầu nhé. Ở cái điểm này chúng ta quay đầu nhé. Đấy, là cái điểm màu đen nè. Chúng ta lấy ra luôn ha. Và ở đây chúng ta sẽ đưa dây về dưới, chuyển qua và kết nối lại nha. Kết nối rồi. Và chúng ta đang tiếp ha. Một, hai. Ở đây các anh chị lưu ý nè, chúng ta tới cái điểm phải vặn thừng ấy, cho nên là đây 1 2 3 4 5, cho nên mình phải thực hiện vặn thừng luôn nhé. Nó đặc biệt ở chỗ này, cho nên là chúng ta lưu ý và bắt buộc chúng ta phải bỏ cái mũi xanh ra để vặn thừng. Chúng ta cứ nhớ 6 mũi thôi, cũng dễ nhớ anh chị, không nhiều lắm. Và chúng ta đang về về điểm ha, điểm đầu của cái phần cổ áo. Đi về cái phần cổ áo nè. Và bây giờ chúng ta quay lại mặt trái là chúng ta đang cái tới điểm màu xanh. Và chúng ta đang tiếp tục ở đây là từ cái phần cổ ha, chúng ta đang qua. Thì lúc này chúng ta sẽ đang tới cái điểm màu xanh, chúng ta dừng lại thôi là 6 mũi thôi ha. 3, 4, 5 và 6. À, tới đây là chúng ta dừng thôi ha. Đây là cái điểm màu xanh và chúng ta quay lại. Quay lại nối mũi ha. Đưa dây xuống. Đưa qua và nối lại. Chúng ta đang về
đang phải đậu, đang vào cái cột phần điểm đầu của cái cổ nè. Rồi lúc này là chúng ta đã hoàn thành cái phần mà đang gồng gánh, và ở mặt trái nhiệm vụ của chúng ta là đang đang lướt một định hình lại hết cái dòng ha, và ta định hình như sau. Đây, một ở đây chúng ta gặp lại cái mũi nè, cái mũi mà chúng ta kết nối á, đây nè, đây là cái mũi nối này các anh chị, câu mũi lên, câu mũi lên là chiếc để bàn ẩn ha. Mình đang ca thôi. À, đây là cái mũi B ở phần mặt trái, cho nên là chúng ta sẽ đang B nhé. B là mũi ca bằng mặt phải một mũi một điểm. Đây, chúng ta chỉ có 3 điểm thôi. Và ở đây chúng ta tới cái điểm thứ hai nè, đây là cái mũi mà chúng ta câu nè, chúng ta cũng vác lên ha, và cái mũi này là chúng ta sẽ đang B đây nè, đây là cái mũi nối nè, và cái mũi chính của nó là mũi B, vậy cho nên chúng mình cũng sẽ đang B nhé, đang B. Rồi tiếp tục tới điểm thứ hai, thứ ba cuối cùng. À, năm, và đây đây là cái mũi nối nè, và nó cũng là mũi B nha các anh chị, cho nên mình cũng đang B, mình vắt lên thôi. Rồi xong, kết thúc. Và như vậy là chúng ta kết thúc 8 vòng đang đang vòng ngắn ha. Và đây là cái phần bên phải sau khi chúng ta đã chiết nách và cổ, và bây giờ mình sẽ chuyển qua cái phần bên trái. Thì cái cổ bên trái thì cái quy tắc nó cũng y chang như cái phần bên này, nhưng nó chỉ khác ở cái chỗ là cái phần mà cái mũi chiết của mình nó khác khác ở bên này thôi ha, ở bên trái nó sẽ ngược lại với bên này, cho nên cái đương nhiên cái mũi chiết nó sẽ khác nhau. Và bây giờ mình đi vào hướng dẫn ha. Và ở cái vòng đầu tiên, đây là thứ nhất ha, và bây giờ ở đây mình phải nối chỉ nha các anh chị, ở phần này mình sẽ nối thêm chỉ. Ở đây là mình chiết giảm nha, vừa chiết giảm hai mũi là ở đầu của cái phần này luôn ha. Đấy. Rồi tiếp theo là mình sẽ đăng ca hai mũi đúng không, và ở đây mình sẽ chiết giảm chặt ba chiết giảm, thì ở đây mình sẽ trượt mũi nha, mình trượt ba mũi sang kim ha, và thực hiện chiết giảm ca nha, chặt ba ca ha. Đây đó, đây là cái mũi chiết giảm nha, chiết giảm trái ha. Tiếp tục chúng ta sẽ đăng tiếp ha, tại vì ở đây chúng ta gặp ngay cái vị trí của họa tiết lưới, cho nên chúng ta sẽ chỗ này chúng ta đã chiết rồi bị hụt mũi rồi, cho nên chúng ta sẽ không đăng họa tiết mà chúng ta chỉ đăng trơn ha. Và tiếp tục chúng ta đăng về, và ở đây chúng ta cũng tạo cái họa tiết lưới bình thường nha. Như vậy chúng ta đang về bên đây, và ở đây khi chúng ta chiết thì nó khác bên kia, cái là chúng ta sẽ trượt ba mũi sang kim ha, sau đó chúng ta sẽ đan ca ha. À, như vậy là chúng ta đã chiết giảm hai mũi, tiếp theo là chúng ta sẽ đan ca. Ở đây họa tiết này thì chúng ta không cần phải tạo ha, chúng ta đan ca thôi. Và ở đây chúng ta còn hai mũi nè, chúng ta có hai mũi, và cái mũi này chúng ta chỉ làm một lần duy nhất thôi ha. Đấy, và khi chúng ta làm thì nó chỉ có một cái ở cái dòng R1 thôi, sang dòng R2 là chúng ta chỉ chiết giảm 4 mũi thôi ha. Và bây giờ chúng ta quay lại và đang ở mặt trái, quan trọng là mặt phải mình hướng dẫn ha. Bây giờ mọi người đang về đây nhé, đang về đầu ấy, và sau khi hoàn tất dòng R2 thì chúng ta sẽ quay lại với dòng R3 ha. Đấy, chỗ xếp chỗ này, quay lại dòng R3. Ở dòng R3 thì chúng ta sẽ đang bình thường nhé, không chiết không máy ha, không chiết không không chiết giảm nha, chúng ta đang tạo họa tiết bình thường. Hết R3 xong chúng ta sẽ quay lại mặt trái đang dòng R4 cho mình luôn nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn ở dòng R5. Ở dòng R5 này thì mình sẽ giảm
ở phần đây là phần cổ là 2 mũi và phần nách 2 mũi nữa là 4 mũi, thì chúng ta sẽ còn lại 40 mũi trên kim nha. Ở đây là phần cổ nè, chúng ta sẽ đang một mũi ca ở rìa. Ở đây chúng ta rít nhẹ lại cho nó không có bị quá lỏng hoặc là quá chật nha. Rồi, đan mũi thứ hai. Sau khi đan 2 mũi ở rìa, chúng ta sẽ thực hiện chiết giảm nha. 1 trượt 3 mũi sang kim. Chập 3 mũi cùng lúc và chúng ta chiết giảm 2 mũi. Các anh chị thấy là cái khi mà cái mũi này nó chúng ta chiết á, thì cái họa tiết nó xiên về hướng bên trái ha. Và chúng ta đang họa tiết. Các anh chị đang tiếp ở đây giùm mình nhé. Và ở dòng thứ năm này, sau khi chúng ta đang về cái phần nách áo ha, thì chúng ta dừng lại ở 5 mũi. Ở đây chúng ta cũng chiết 3 mũi, chiết 2 mũi ha, trượt 3 mũi sang kim. Và sau đó chúng ta đang. Rồi. Và tiếp tục đang 2 mũi còn lại. Rồi. Như vậy là chúng ta đã chiết đã đan tới dòng thứ năm. Và những dòng kế tiếp các anh chị cứ đan tiếp dòng 6, dòng 7, dòng 8. Sau qua dòng thứ 9 chúng ta mới thực hiện chiết lại 4 mũi nữa nha. Cái phần này thì nó tương tự như ở cái phần bên mặt. Thì chúng ta cái quy trình nó cũng y chang như vậy thôi. Và quan trọng là khi các anh chị làm thì mình nhớ phải ghi chép lại á. Nếu mà chúng ta mới bắt đầu á, thì chúng ta nên ghi chép lại để cho chúng ta nhớ đang ở cái vị trí nào. Và thực hiện đúng như vậy thì hai bên nó sẽ cân đối ha. Và bây giờ các anh chị có thể làm tiếp ha. Và tiếp theo mình sẽ đi vào hướng dẫn cái phần đan ở thân sau của áo. Sau khi chúng ta đã hoàn tất hai cái phần thân áo bên ở trước. Và bây giờ thì ở cái thân sau này thì mình còn 140 mũi. Và theo cái nguyên tắc là giảm ở phần nách là 15 mũi hai bên. Thì đó đồng nghĩa việc là ta sẽ giảm 30 mũi ở trên cái phần thân sau. Thân sau chúng ta là gần 140 mũi ha. 140 mũi trừ 30 thì mình sẽ còn lại trên kem là 110 mũi. Khi đạt đến, khi chúng ta chiết tới 15 mũi thì mình sẽ đan trơn lên tới đỉnh này ha. Mình sẽ đan hết lên tới đỉnh. Và khi nó đạt bằng cái vị trí này thì mình cũng sẽ thực hiện, đầu tiên là mình sẽ tạo cái cổ tròn ở đây. Và một độ lệch vai khoảng tầm 4cm nữa. Và tạo cái dòng ngắn và mình tạo cái độ xiên cho cái vai tương tự như ở vai ở trước ha. Tức là ở phần phía sau chúng ta sẽ đan cao hơn phần phía trước khoảng tầm 4cm. Như vậy bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn nha. Và ở tương tự ở cái mũi đầu tiên này, mình sẽ cũng chiết giảm một mũi đầu tiên, sau đó đan hai mũi và chiết giảm hai mũi ở cái vị trí thứ 5 trở đây. 5, 6, 7 chúng ta sẽ chập lại và chiết ha. Ở đây mình sẽ nối lên nhé. Nối lên ở cái điểm này luôn ha. Mình chập hai mũi lại, mình sau khi nối lên mình chập hai mũi mình đan luôn ha. Ở đây là hai mũi nhé. Vừa đan vừa tạo họa tiết nha các anh chị. Đây. Chiết giảm một mũi ở góc ở đầu và sau đó đan tiếp hai mũi. Sorry. Sau đó đan tiếp hai mũi và chúng ta sẽ chiết giảm ha. Chập 3 mũi chiết giảm luôn ha. Và cứ như vậy mọi người cứ đang về bên đây giùm mình nha. Khi mà còn lại khoảng 7 mũi mình sẽ dừng lại nhé. Và tiếp theo sau khi chúng ta đang hết tới cái đoạn cuối này á, ở đây mình sẽ thực hiện chiết giảm mũi. Đây, trượt 3 mũi sang kim ha.
đang hai mũi còn lại. Ở đây chúng ta còn 3 mũi, như vậy thì cái hai cái mũi cuối cùng này á, ở cái dòng đầu tiên này mình cũng chiết giảm hai mũi này nhé, mình cũng trượt sang kim và đang ca ha. À, mình đang b nhé, ở cái này mình đang b nhé. Rồi như vậy thì mình sẽ quay lại ha, mình đang ở mặt trái. Như vậy thì mình đang ở mặt trái. Cái phần mặt trái này mình sẽ không hướng dẫn ha, mọi người đang xong. Mình đang tương tự như cái phần mà ở đầu, ở cái khúc mà chúng ta đang cái phần chiếc nách á, nó tương tự như vậy thôi, không có gì khác nhau hết. Và tiếp theo đây là mình đã đang sau dòng thứ nhất, mình giảm 4 mũi ha, còn 134 mũi trên kim. Thì ở dòng thứ hai là mặt trái, dòng thứ ba là mặt phải và dòng thứ bốn là mặt trái. Mình đang 3 dòng nữa thì sẽ tới cái dòng kế tiếp là dòng R5 ha. Chúng ta sẽ tới R5 và ở đây chúng ta sẽ giảm 4 mũi để chúng ta sẽ còn 134 mũi. Tới R5 và chúng ta giảm 4 mũi, và R9 chúng ta cũng giảm 4 mũi nha, để còn lại 126 mũi. Cứ như vậy cho tới đến chúng ta chiết giảm theo cái trình tự này cho đến khi đạt một, chỉ còn lại trên kim là 110 mũi ha, là ta giảm được hai bên mà 15. Em xin chào mọi người, đây là cái sản phẩm mà em đã thực hiện đang cái phần ở phía sau và đã ráp thân trước với thân sau với nhau ha. Thì ở cái phần thân sau em không có đi hướng dẫn chi tiết vì nó khá đơn giản và em chỉ nói sơ tổng quát và thôi ha. Ở cái phần thân sau thì chúng ta cũng sẽ có là 140 mũi, và sau khi chúng ta chiết hai phần nách là 15 15 là 30 mũi thì chúng ta sẽ còn 110 mũi trên kim lúc này. Và lúc này thì chúng ta sẽ đang lên, nó sẽ bằng cái chiều dài của cái phần thân trước. Khi mà nó đạt được cái chiều dài của phần thân trước, chúng ta mới thực hiện đan thêm 4 dòng nữa để cho nó có cái độ thân sau nó sẽ dài hơn thân trước khoảng tầm 4 cm ha. Và khi chúng ta đan thêm 4 dòng, lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện phân chia cái phần vai. Vai của chúng ta có 24 mũi. Và cái phần ở chính giữa này chúng ta sẽ không đan nha, mà chúng ta sẽ dời ra kim chờ là 42 mũi. Và ở cái phần này là 20 mũi, 10 mũi, 10 mũi hai bên nữa, là tổng chúng ta sẽ có 110 mũi ha. Và ở đây mô tả tổng quát như vậy cho mọi người dễ hình dung ha. Đây là vòi hai cái phần vai mình chiết nè. Tổng ở đây chúng ta có 140 mũi nè. Ở đây 15, 15 là 30, chúng ta còn 110 ở đây. Và cái phần vai chúng ta có 24 mũi là 48 mũi. Như vậy là chúng ta còn 62 mũi. 62 này thì chúng ta sẽ dời ra kim 42 mũi ở chính giữa. Ở 10 mũi này chúng ta sẽ thực hiện cái dạng chiết kết thúc là chiết giảm hết 10 mũi này. Và chiết dần mỗi lần thì chúng ta chiết dần hết 10 mũi, còn mỗi bên là 24 mũi. Lúc này thì chúng ta sẽ thực hiện, nếu mà khi các bạn vừa chiết 10 mũi này vừa đang dòng ngắn ở cái phần này thì chúng ta sẽ có được cái độ lệch vai vừa phải ha. Và lúc này chúng ta có thể dừng lại và nó sẽ có một cái khoảng lệch vai giữa thân trước với thân sau là khoảng tầm 4 cm đấy anh chị. Và lúc đó chúng ta sẽ thực hiện nối chiết ha, chiết ráp thì đơn giản lắm. Chúng ta chập hai cái và đan móc với nhau thôi, sử dụng cái kim móc chúng ta ráp lại với nhau thôi ha. Cái phần này đơn giản cho nên em sẽ không có thực hiện, vì vậy cho nên em sẽ nói tổng quát ra thôi để mọi người dễ hình dung ha. Và video hôm nay á thì em cũng xin được phép kết thúc ở đây. Rất cảm ơn các anh chị đã đăng ký và theo dõi kênh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn kế tiếp.